Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách để điều chỉnh đơn giá cước vận chuyển khi mà có sự thay đổi của đơn giá dầu diesel, cũng như là khi có sự thay đổi của mức lượng đầu vào do tỉnh hoặc là thành phố công bố. Thì chúng ta sẽ có hai nội dung. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu cái cơ sở pháp lý, tức là các cái văn bản hướng dẫn, các quyết định của các tỉnh, của sở xây dựng cũng như của ban dân các tỉnh, họ hướng dẫn như thế nào về cái việc điều chỉnh cước vận chuyển khi mà có sự thay đổi giá như thế này. Cái thứ hai, nội dung thứ hai là chúng ta sẽ thực hành thao tác cái việc mà tính cái hệ số điều chỉnh cước vận chuyển đó ứng với một số tỉnh như là tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Tây Ninh và vân vân. Sau này có thể sẽ có nhiều tỉnh khác họ sẽ ban hành cái cước vận chuyển tương tự như vậy, thì phần mềm dự toán G8 sẽ cập nhật và sẽ tính toán tương tự như các tỉnh như trong cái video này. Thì trước tiên tôi đi vào cái cơ sở pháp lý để điều chỉnh. Thì hiện nay có rất nhiều tỉnh là ban hành cái bảng cước vận chuyển, trong đó là có cái hướng dẫn về cái điều chỉnh cái hệ số cho cái vận chuyển đó. Lấy ví dụ từ tháng 8 năm 2014 thì Ủy ban dân tỉnh Lào Cai ban hành cái quyết định số 2188 năm 2014 về quy định về cước vận chuyển. Thế thì ở trong cái bảng cước này của Lào Cai này thì ở trang số 7 thì tỉnh có một cái bảng phụ lục mà họ công bố cái giá cước, có cột đầu tiên là cột cự ly, một ví dụ 1 cây, 2 cây, 3 cây vân vân, 10 cây, phía dưới cùng là 100 cây, 101 cây. Đây, 100 cây, 101 cây. Tiếp theo thì các cái cột loại đường 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì mỗi một cái loại đường thì tương ứng với một cái cự ly thì sẽ có một cái giá cước như vậy. Đấy. Tuy nhiên thì cái giá cước ở bảng phụ lục này là giá cước mà tỉnh họ công bố tại thời điểm mà họ công bố cái bảng cước này. Thì cái lúc đó họ tương ứng với cái giá của dầu diesel cũng như là như sau. Tức là trong cái này thì họ tính xem cái phía trên này họ quy định cái giá cước, à cái giá của dầu diesel. Đây, phía dưới giá dầu diesel 0,5% lưu huỳnh ấy thì quy định là 20.890,9 đồng trên một lít. Đây là cái cơ sở để mà họ dùng để tính cái cước vận chuyển ở bảng phụ lục vừa rồi, ở bảng phụ lục ở trang số 7 vừa rồi. Đấy. Thế thì sau này khi mà có sự thay đổi của giá dầu diesel thì tỉnh hướng dẫn cái hệ số điều chỉnh như sau. Ví dụ như là giá dầu diesel mà tăng 1.000 đồng thì giá cước được tăng thêm 1,92%. Chúng ta lưu ý đây là 1,92%. Nếu mà tăng 2.000 đồng thì giá cước vận chuyển sẽ được tăng thêm 3,84%, vân vân. Nếu mà giá nhiên liệu tăng thêm 6.000 đồng thì giá cước sẽ tăng thêm là 11,52%. Đấy là trường hợp mà tăng. Thế còn nếu mà trường hợp mà giảm, ví dụ giá diesel giảm 1.000 đồng thì ở đây giá cước sẽ bị giảm đi 1,92%. Ở đây có thể là do sơ suất một chút thì họ ghi là tăng thêm, nhưng thực chất chỗ này là giảm đi 1,92%, giảm đi 3,84%, giảm đi là 11,52%, tương ứng với giá diesel giảm đi 6.000. Đấy là một cái hướng dẫn của tỉnh Lào Cai. Thì tỉnh Lào Cai chỉ hướng dẫn đến phần khi mà có sự thay đổi của giá diesel thôi. Đấy, sau đó là hết. Đấy, tiếp theo các điều khoản khác không liên quan gì cái việc mà điều chỉnh cái giá này cả. Tuy nhiên sang đến năm 2017 thì tỉnh khác là tỉnh Lạng Sơn, họ công bố cái quyết định số 52 ngày 20 tháng 9 năm 2017. Đấy. Thì cũng tương tự như vậy. Thì ở trang số 8 này thì tỉnh có công bố cái bảng giá cước cũng cự ly 1 cây, 2 cây, 30 cây, 40 cây đến 101 cây. Rồi loại đường 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì ứng với mỗi loại đường và mỗi một cự ly thì chúng ta sẽ có một giá cước đó. Một giá cước tương ứng như chúng ta đang nhìn trên màn hình. Và cái giá cước này được xây dựng trên cái giá dầu diesel cũng như là giá mức lương đầu vào như sau. Đây. Trong hợp này thì tỉnh Lạng Sơn quy định là cái bảng cước vừa rồi đấy được xây dựng trên giá dầu diesel là 14.720 đồng một lít. Đây là giá sau thuế. Và mức lương nhân công
là 2.242 đồng, 2.200, 2.242.500 đồng. Đây là mức lương đầu vào tại thời điểm đó. Thế thì với mức lương đầu vào cũng như là giá dầu diesel như thế này thì cái biểu cước ở phía bảng phụ lục phía dưới và tỉnh hướng dẫn là khi cái giá nhiên liệu ấy tăng thêm 1.000 đồng thì cước tăng thêm 1,032 lần. Chúng ta lưu ý đây là tỉnh Lạng Sơn thì quy định chỗ này là lần, 1,032 lần. Còn như tỉnh Lào Cai thì lại công bố là chỗ này là 1,92%. Tức là một bên là công bố theo đơn vị là lần và một bên công bố theo đơn vị là phần trăm. Đó, khác nhau một chút chỗ đấy. 1.500, giá diesel mà tăng thêm 1.500 thì cái hệ số điều chỉnh cước được tăng thêm là 1,048 lần, vân vân. Đấy, nếu mà cái giá diesel giảm đi 1.000 thì hệ số cước sẽ chỉ còn là 0,968 lần. Đấy, đấy là về nhiên liệu. Thế còn khi mà cái mức lương đầu vào của nhân công đấy, do tỉnh công bố mà tăng 5% thì cái hệ số cước được tăng thêm là 1,01 lần. Tăng thêm 10% thì cái hệ số cước sẽ tăng là 1,02 lần, vân vân. Tương tự như vậy, nếu mà nhân công giảm thì cái hệ số nó sẽ giảm đi chỉ còn có 0,9499 ứng với 5% của nhân công giảm. Mà nếu mà mức lương đầu vào giảm 20% thì cái hệ số cước ứng với nhân công ấy nó sẽ giảm đi còn có 0,96 lần thôi. Đó. Thế đây là cái hướng dẫn của tỉnh Lạng Sơn. Tiếp theo thì đến năm 2017, cuối năm 2017, 20 tháng 11 năm 2017 thì có một tỉnh khác là tỉnh Tây Ninh. Tây Ninh thì họ ban hành cái quyết định số 2768 năm 2017 của tỉnh. Thì ở Tây Ninh này thì họ trong bảng cước ở trang số 5 như sau. Đây. Phần 1 tức là cái bảng cước. Bảng cước này. Bảng cước thì cũng có cự ly 1 cây, 2 cây đến 100 cây, đồng loại 1 2 4 5 6 vân vân. Thế thì cái bảng cước này được xây dựng dựa trên giá diesel cũng như là mức lương đầu vào được quy định ở trang số 3 như sau. Đây. Giá diesel là 12.255 đồng trên 1 lít. Đây là giá mà chưa có thuế. Và mức lương đầu vào là 2.320.000 đồng một tháng. Đó, thì đây là cái cơ sở để mà họ công bố cái bảng cước ở phần 1 phía dưới. Và khác với các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn và khác với Bà Rịa Vũng Tàu thì tỉnh Tây Ninh là họ công bố cái hệ số điều chỉnh cước là K, K ô tô với một cái công thức như thế này chứ không phải là một cái bảng để chúng ta nội suy như thế này nữa, hoặc là như Lào Cai là bảng nội suy như thế này nữa, mà tỉnh này họ, tỉnh Tây Ninh họ công bố một công thức đấy, bằng 1 cộng với cả 0,031 nhân với cả giá diesel hiện tại trừ đi giá diesel gốc là 12.255. Chúng ta thấy cái 12.255 này được quy định ở đây là cái giá diesel mà người ta xây dựng cái bảng giá cước ở phía dưới 12.255 đồng đấy. Cộng với cả 0,08 nhân với cả ca nhân công trừ 1, trong đó ca nhân công này thì là cái ca nhân công do tỉnh công bố. Thế nhưng mà có thể là chúng ta sẽ tính bằng cách là chúng ta lấy mức lương đầu vào hiện tại đấy, là bao nhiêu, ví dụ 2.400.000 hay là 2.450.000 chẳng hạn, vân vân, tùy theo cái thời điểm mà tỉnh họ công bố cái mức lương đầu vào của tỉnh mình, của tỉnh Tây Ninh. Chúng ta lấy mức lương đầu vào tại thời điểm chúng ta làm dự toán hay là làm hồ sơ đấu thầu hay làm kế toán, chúng ta chia cho mức lương đầu vào gốc là 2.320.000 ở đây thì chúng ta sẽ cũng ra được cái ca nhân công này. Đấy, nói tóm lại là ca nhân công sẽ bằng gì ạ? Mức lương đầu vào hiện tại mà chia cho mức lương đầu vào gốc, trong đó mức lương đầu vào gốc là 2.320.000 như ở đây, còn mức lương đầu vào hiện tại là tại thời điểm chúng ta làm dự toán hay làm hồ sơ đấu thầu vân vân thì tỉnh công bố bao nhiêu chúng ta sẽ áp vào bấy nhiêu. Sau đó thì cái ca nhân công mới trừ đi 1, sau đó chia cho cái G1 này. Cái G1 này là cái đơn giá vận chuyển ở phần cái bảng phía dưới mà tôi vừa hướng dẫn ở phần 1. Đấy. Thế thì như vậy là một cái vật liệu, ví dụ cát hay đá chẳng hạn, nó vận chuyển. Ví dụ như đá nó vận chuyển từ cái mỏ đá hay là từ cái bãi đá đến chân công trình phải qua 2-3 cung đường khác nhau. Thì chúng ta sẽ có 2-3 cái G1 này khác nhau. G11, G12, G13. Đấy, tương ứng với cả cái các cung đường đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ xác định là mỗi một cung đường chúng ta sẽ có một cái hệ số ca điều chỉnh này. Tôi lấy ví dụ ở trang số 5 thì họ cho cái bảng cước này. Ví dụ tôi vận chuyển đá từ bãi đá mà tới chương trình mà qua hai cung đường thôi. Cung đường thứ nhất là 5 cây đồng loại 1 thì chúng ta có cái G1 là bao nhiêu ạ? Là 3.000
quên, 5 cây đồng loại 1 và cung đường thứ hai là 8 cây đồng loại 3. Thì tổng cộng lại chúng ta sẽ có là 13 cây. 5 cộng 8 13. Thì như vậy là 5 cây đường loại 1 thì chúng ta sẽ tra được cái giá cước hàng bậc 1 ấy, tức là G1 sẽ là 2.560 đồng. Đấy. Và hàng bậc 3, à quên là đường loại 3, đường loại 3 ở đây thì chúng ta tra với dòng 13 cây thì chúng ta sẽ được là 4.480 đồng. Thế như vậy là G11 là 2.560, G12 là 4.480. Đấy, như vậy chúng ta có hai cái G1 đó. Dẫn tới là gì? Dẫn tới là khi đó chúng ta áp vào cái công thức này, chúng ta áp vào công thức số 1 này thì chúng ta sẽ có hai cái hệ số điều chỉnh tương ứng với cả hai cung đường đó. Đấy, như vậy là cũng là điều chỉnh nhưng mà mỗi một tỉnh là họ công bố cái bảng cước, cái công thức tính cũng như cái hệ số là khác nhau chứ không giống nhau. Đấy. Tương tự như vậy thì đến năm 2019, tại thời điểm tôi làm video này là đầu tháng 6 năm 2019, thì vào ngày 17 tháng 4 năm 2019 thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công bố cái quyết định số 937 năm 2019. Thì ở đây tỉnh cũng có hướng dẫn cái bảng phụ lục là phần 1 là cái bảng giá cước, cũng 1 cây, 2 cây, 30 cây, 40 cây, 100 cây, vân vân. Đường loại 1, 2, 4, 5, 6 ứng với mỗi loại đường thì sẽ có một cái, và mỗi cự ly thì sẽ có một cái giá cước. Thì cái giá cước ở bảng phần 1 này sẽ được xây dựng dựa trên cái giá diesel cũng như là mức lương đầu vào. Quy định như sau là giá diesel ở đây là sử dụng là 16.027 đồng một lít. Còn mức lương đầu vào được sử dụng là 2.530.000 đồng một tháng. Đó. Thế thì cũng giống như tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Lào Cai thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công bố một cách tương tự. Ví dụ như mức lương đầu vào mà tăng thêm 50.000 thì cái đơn giá cước vận chuyển được tính tăng thêm là 0.45%. Nếu mức lương đầu vào tăng thêm 200.000 thì cái cước vận chuyển sẽ được tăng thêm 1.34%. Tương tự như vậy, đến mức lương đầu vào tăng đến 800.000, mức lương đầu vào tăng đến tận 1.2 triệu thì cái hệ số sẽ tăng thêm 7.99%. Thế còn thì giá diesel, nếu mà diesel tăng thêm 1.000 thì cước sẽ được tăng thêm 2.45%. Giá diesel tăng thêm 8.000 thì cước vận chuyển sẽ được tăng thêm 18.66%. Đấy, như vậy. Thế thì tự chung lại thì tính thời điểm hiện tại thì có một số tỉnh như vậy. Thì tôi tóm tắt cái công thức tính thì về cơ bản là họ dựa trên cái sự thay đổi của giá dầu diesel cũng như là mức lương đầu vào, sau đó thì họ cho những cái công thức tính hoặc là những cái bảng để chúng ta nội suy ra cái số lần hay là cái tỷ lệ phần trăm tăng như ở đây. Đấy, nguyên lý là như thế. Thì như vậy là cơ sở pháp lý, tóm lại thì cơ sở pháp lý sẽ lấy ở trong các cái bảng giá cước vận chuyển do tỉnh thành phố công bố, các công thức cũng như là các cái tỷ lệ phần trăm được quy định ở trong cước vận chuyển đó. Đấy. Thì tôi nhận xét rằng là thì cái cách làm này cũng rất hay ở chỗ là gì, là khi mà giả sử như với trường hợp của Bà Rịa Vũng Tàu là ngày 17 tháng 4 năm 2019 họ công bố cái giá cước thế này thì có lẽ phải 3 đến 5 năm sau họ mới cần phải ban hành lại cước, vì lý do là ở đây họ cho một cái biên độ tăng mức lương lên đến tận là 1.2 triệu. Đấy, cũng rất là lâu sau mới tăng được 1.2 triệu. Đấy, họ cho cái mức tăng của dầu diesel là lên đến tận 8.000 đồng. Như vậy là cũng rất là lâu sau dầu có thể tăng được 8.000 đồng. Thế cho nên là có thể từ 3 đến 5 năm sau thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới cần phải công bố lại cái giá cước vận chuyển nếu như có sự thay đổi rất là lớn về mức lương đầu vào, hoặc là có sự biến động rất lớn về giá dầu diesel thì mới cần phải ban hành lại cước. Thì đây là một cái cách làm rất là sáng tạo. Đấy. Thế thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái cách để mà chúng ta thao tác trên phần mềm dự toán G8 để chúng ta áp dụng như thế nào. Tôi lấy trường hợp thứ nhất là ba tỉnh có cách tính cái hệ số điều chỉnh tương tự nhau, ví dụ như tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì tôi lấy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để làm ví dụ. Còn tỉnh Lạng Sơn cũng như là tỉnh Lào Cai thì chúng ta thao tác một cách tương tự thôi. Tôi giả thiết rằng là công trình của chúng ta có rất nhiều đầu việc, hàng trăm hàng nghìn đầu việc, chúng ta nhập hết ở xin công trình xong. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập khối lượng của nó. Nhập khối lượng xong thì chúng ta sang xin giá tháng để chúng ta áp giá vật liệu. Bằng cách là áp giá ở đây thì tôi cũng không nói sơ, tôi chỉ nói sơ sơ thôi. Sau đó thì chúng ta sang với cước vận chuyển để chúng ta
tính chúng ta nhập cái cự ly rồi nhập loại đường. Ví dụ bây giờ tôi vận chuyển cát vàng là 11 cây, đường loại 2, đá là 25 cây, đường loại 5 chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như vậy. Tương tự như vậy chúng ta sẽ nhập các cái loại vật liệu này. Đấy. Chúng ta có thể chèn thêm một dòng nữa để chúng ta nhập thêm đá là nó có hai cung đường chẳng hạn. Một cung đường thứ nhất là 25 cây, cung đường thứ hai là 16 cây, đường loại 2, loại 1 chẳng hạn. Đấy. Về trung tâm đường tốt chẳng hạn, tôi lấy ví dụ vậy. Như vậy là một cái vật liệu có thể là có hai, có một cung đường như là cát vàng đây chẳng hạn. Có thể có 2, có 3, có 4, có n cung đường giống như đá 46 đây chẳng hạn. Đấy. Thế bây giờ tôi đi vào cái vấn đề chính là cái cột hệ số điều chỉnh cước này. Thì mặc định là G8 đang để là 1, tức là nó chưa có điều chỉnh gì cả. Nhân với 1 thì không có thay đổi cái giá trị. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nháy phải, chúng ta chọn là gì ạ? Chúng ta chọn là tính hệ số điều chỉnh cước vận chuyển. Ở đây thì G8 có gợi ý là tính hệ số điều chỉnh cước vận chuyển dựa trên chênh lệch giá nhiên liệu và lương nhân công. Đây. Thì chúng ta có 4 ô. Ô thứ nhất là giá diesel gốc, giá dầu diesel gốc thì G8 đã để sẵn chúng ta là 16.027 đồng. 16.027. Thì lấy đâu ra 16.027 thì là đây. Thì đây là trong cái bảng cước số 9937 của tỉnh họ công bố là 16.027 đồng. Thì G8 để sẵn cho chúng ta là 16.027 đồng ở đây. Và cước của chúng ta hiện nay đang chọn là cước số 937 năm 2019 của Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp theo thì giá diesel hiện tại là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ nhập giá diesel hiện tại vào đây. Tôi lấy ví dụ, giả sử bây giờ giá diesel tăng lên thành 17.500 đồng. Tôi giả sử như vậy, giá dầu diesel lên đây. Thế còn giá dầu diesel lấy đâu thì chúng ta sẽ sang sheet đầu vào. Lát tôi sẽ nói thêm là ở sheet đầu vào nó sẽ có cái để chúng ta tra cái giá dầu diesel, tôi sẽ nói sau. Mức lương đầu vào gốc thì hiện nay G8 đang để là 2.530.000. Thì lấy đâu ra? Thì đây chính là cái mức lương đầu vào mà tỉnh công bố ở trong cái bảng cước 937. Thì G8 để chúng ta mặc định là 2.530.000 ở đây để chúng ta không phải gõ nữa. Và chúng ta điều chỉnh lại cái mức lương hiện tại, giả sử sau một thời gian nữa thì tỉnh ban hành là 2.650.000 đồng. Sau đó chúng ta bấm chấp nhận. Phần mềm nó phía sau. Rồi. Thì lúc đó cái chỗ này thì phần mềm nó sẽ tính ra cái hệ số là 1.0425 lần. Đấy. Chỗ này 1 thì không ảnh hưởng vì lý do là khi tính cước thì nó không tính cước thì nó nhân chung cái hệ số 1.0425 cho cái đá 46 này chứ nó không nhân với cái 1 này, bởi vì cái 1 này là cái cung đường sau thì nó không cần sử dụng đến, cho nên nó vẫn để là 1, nó không đổi thành 1.0425. Cho nên cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Để chúng ta nhìn cái giá cước của chúng ta khi chúng ta hiện bảng đầy đủ thì nó sẽ có ảnh hưởng bởi cái giá cước đó. Đây. Giá cước sau điều chỉnh thì nó nhân với cái hệ số 1.0425 ở đây. Đấy thì đây là cột Z. Đấy. Thì đây nó sẽ có ảnh hưởng cột Z đây. Đấy, sau đó lấy cột Z cộng trừ nhân chia một đống các cái cột khác để mà ra. Như vậy là cái giá cước trước thuế này đã bị ảnh hưởng bởi cái hệ số điều chỉnh này. Đấy. Đây là cái của Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi nhắc lại, tôi nói thêm một chút về cái chỗ mức lương cái mức lương đầu vào cũng như là cái giá dầu diesel. Thì mức lương đầu vào thì chúng ta tra ở đây của quyết định số bao nhiêu đấy mới nhất chẳng hạn, xong rồi của tỉnh, sau của thành phố chẳng hạn, thì chúng ta ra được mức lương này, chúng ta bấm chấp nhận thì nó sẽ nhận chúng ta ở đây. Đấy. Thế còn giá dầu diesel thì chúng ta nên nhập vào đây trước, cũng như là giá mức lương đầu vào chúng ta nên nhập vào đây trước, sau đó thì chúng ta bấm sang sheet cước vận chuyển thì G8 sẽ lấy mặc định luôn cái giá mức đầu vào này cũng như là giá dầu diesel mới để đưa vào tính, thì chúng ta đỡ phải nhập lại. Thì dầu diesel chúng ta kích vào đây để chúng ta xem là cái trên website của bên Petrolimex hiện nay là giá bao nhiêu. Thông cáo báo chí đây. Chúng ta cứ xem bài viết nào nói về giá xăng dầu của bên Petrolimex thì chúng ta sẽ lấy. Đây là trên trang petrolimex.com.vn. Trong thông cáo báo chí thì có một bài báo mới nhất đây. Bài báo này công bố vào hôm thứ Bảy 1 tháng 6 năm 2019. Thì đây, giá dầu diesel 0.05 lưu huỳnh 2 đây. Thì chúng ta sẽ lấy ở cái mức này cho vùng 1, vùng 2. Đơn vị tính đã bao gồm thuế. Thế thì cái giá diesel này, ví dụ vùng 1 chẳng hạn 17.390
thì chúng ta sẽ phải chia 1,1 để bớt cái 10% VAT đi. Đấy, thì chúng ta sẽ nhập cái 17.390 nhập vào đây. Đây, diesel bằng này 17.390 chia cho 1,1. Đấy, thì nó ra là 15.809,1 đồng. Đấy, chúng ta có thể làm tròn hoặc để nguyên những thế thôi. Đấy, thì như vậy nếu chúng ta nhập vào đây trước, sau đó thì chúng ta sang bên sheet cước vận chuyển để chúng ta nháy phải, chúng ta chọn cái này thì G8 sẽ lấy theo cái con số ở bên sheet đầu vào thì nó tiện hơn. Tuy nhiên là lúc nãy do chúng ta đã nhập vào đây trước là 17.500 và 2.650.000, cho nên bây giờ nó để sẵn cái con số này do chúng ta đã nhập trước vào đây. Thì còn nếu mà chúng ta chưa nhập gì cả, lần đầu tiên thì nó sẽ lấy ở bên cái đầu vào này, cái mức lương đầu vào này cũng như là giá dầu diesel này chúng ta, mà chúng ta không phải nhập lại nữa. Đấy là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy. Và tương tự như vậy tỉnh Lào Cai cũng như tỉnh Lạng Sơn thì thao tác cũng tương tự là nhập các đầu việc. Xong rồi chúng ta nên nhập giá thông báo bằng cách là áp giá thông báo. Đấy. Xong rồi chúng ta nên, bước tiếp theo chúng ta nên nhập cái mức lương đầu vào cho đúng bằng cách bấm vào đây để chúng ta chọn. Bấm vào cái mục mức lương đầu vào này. Sau đó chúng ta nhập giá dầu diesel bằng cách click vào đây để mà chúng ta xem giá xăng dầu mới nhất. Đấy. Sau đó chúng ta sang bên cước bộ và cước vận chuyển, chúng ta chọn tính hệ số điều chỉnh rồi kiểm tra lại các thông số này, bấm chấp nhận thì lúc đó là G8 sẽ tính cho chúng ta cái hệ số điều chỉnh cước vận chuyển như thế này, nó rất là tiện. Đấy, tôi cho một ví dụ thứ hai là một tỉnh khác là tỉnh Tây Ninh. Tôi nhập một cái khối lượng bất kỳ, sau đó thì tôi sẽ phải sang sheet đầu vào để tôi điền cái mức lương đầu vào ở đây của tỉnh Tây Ninh. Ví dụ bây giờ tôi chọn thành phố Tây Ninh đi, mức lương đầu vào là 2.320.000, chấp nhận. Giá dầu diesel lúc nãy tôi đã điền vào đây là 17.390 chẳng hạn, giả sử tôi lấy vùng 1 nhé, bằng 17.390 chia cho 1,1, enter. Rồi, sau đó thì chúng ta sang bên cước vận chuyển. Thì hiện nay G8 để sẵn cho chúng ta cái cước số 2768 năm 2017 của tỉnh Tây Ninh, tương ứng với cái cước này, tương ứng với cái cước mới nhất của tỉnh Tây Ninh đây. Đây, tức là 2768 năm 2017 tỉnh Tây Ninh đây. Đấy, Tây Ninh. Thì tỉnh Tây Ninh, tôi nhắc lại công thức tính là 1 cộng 0,03 nhân với sự thay đổi của giá dầu diesel cộng với cả 0,08 nhân với cả cái hệ số nhân công trừ đi 1 chia cho cái đơn giá nhân công, chia cho cái cước vận chuyển ở phía dưới, ở cái bảng phần 1 phía dưới. Thế thì bây giờ khi chúng ta bấm sang sheet cước vận chuyển thì chúng ta thấy ở cái cột hệ số điều chỉnh này là 1 hết, nhưng không phải là con số 1 mà đây có công thức tính. Đây, có công thức tính. Nếu như mà S6 mà khác không thì công thức tính nó sẽ là 1 cộng với 0,03 nhân với diesel trừ đi 12.255 cộng 0,08 nhân với cả đầu vào D6, tức là mức lương đầu vào nhân công đấy, chia cho 2.320, tức là mức lương đầu vào gốc, thì nó sẽ ra được cái hệ số K nhân công trừ đi 1 chia cho S6. Thì nhìn thế này chúng ta sẽ không nhìn ra được, thì tôi sẽ đưa cái cự ly 1 cây đường loại 1, 22 cây đường loại 2 chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái hệ số này nó sẽ điều chỉnh ở đây. Đây, chú thấy chưa? Công thức tính đây, chú thấy đấy ạ. Nếu mà S6, cái ô S6 tức là cái ô giá cước này, giá cước 2.1 mà khác không, thì công thức nó sẽ là 1 cộng với cả 0.031 nhân với đầu vào trừ đi 12.255, đầu vào D22, đầu vào D22 tức là cái, đây, là cái dầu diesel, đầu vào D6 tức là cái mức lương đầu vào. Đấy, cộng với ở 0.08 nhân mức lương đầu vào D6 đấy, chia cho 2.320 rồi chia cho cái S6 này đấy, trừ 1 rồi chia S6, thì cái 12.255 và 2.320 lấy đâu ra, thì lấy đây ra. Đây, đây, 12.255 đồng một lít diesel, đây là giá diesel gốc để mà tính ra cước vận chuyển của tỉnh Tây Ninh này. 2.320 tức là mức lương đầu vào gốc để tính ra cái cước vận chuyển này. Cho nên là trong phần mềm G8 mới có công thức là gì ạ? Trừ đi 12.255 là trừ đi cái giá dầu diesel gốc.
chia cho 2.320, tức là chia cho mức lương đầu vào gốc để ra được cái hệ số K nhân công. Đấy. Và bây giờ ta sẽ thử nghiệm, ta sẽ cho cái cắt vàng là chèn thêm dòng, chúng ta có phải bấm, thể bấm insert trên bàn phím. Đấy, chèn dòng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ thêm hai cung đường. Cung đường thứ hai là 23 cây. Đường loại 4 chẳng hạn. Cung đường thứ tiếp theo là 19 cây. Đường loại 2 chẳng hạn. Ví dụ thế. Thế chúng ta thấy công thức của nó, tất cả các mỗi một cung đường sẽ có một công thức ứng với cả cái G, G1 tức là cái giá cước hàm G1 đây. Đây. Như vậy là ba cái con số G1 này là khác nhau, dẫn tới là ba cái hệ số điều chỉnh tương ứng với ba cái cung đường 11 cây, 23 cây và 19 cây này, thì ba cái hệ số 1.06, 1.02 và 1.05, 1.05 này là khác nhau. Như vậy với tỉnh Tây Ninh thì nó khác với các tỉnh kia là gì ạ? Vận chuyển trên các cung đường khác nhau thì cái hệ số điều chỉnh cước cho mỗi một cung đường là khác nhau. Trong khi đó với các tỉnh kia thì các cung đường sẽ chung một hệ số điều chỉnh. Đấy, thì đó là tùy từng quan điểm của mỗi tỉnh. Thì tuy nhiên thì chúng ta quan tâm ở đây là phần mềm G8 đã áp dụng, đã tính toán cho chúng ta hết đây rồi. Đấy. Tôi nói thêm một chút nữa về Tây Ninh. Thì đây là cái hệ số điều chỉnh ô tô. Thế còn phía dưới là hệ số điều chỉnh khi chúng ta vận chuyển bằng sông. Thì bằng 1 cộng 0.02 nhân với sự gia tăng của giá diesel, cộng với 0.04 nhân với cả cái sự gia tăng của nhân công ở đây, rồi chia cho cái G2, G2 là cái giá cước vận chuyển ở phía dưới, và bảng cái G2 là cái bảng vận chuyển ở phía dưới đây. Đây. G2 là cái bảng vận chuyển bằng đường sông. Đây. Chính là cái bảng này. G2 là các giá trị đây. Ví dụ 17.700 là 10 cây chẳng hạn. 24.400 là 20 cây tiếp. Đấy, 31 cây trở lên ấy, thì là có 320 đồng một tấn một cây thôi, vân vân như vậy. Đấy. Thế thì bây giờ tôi thực hành trên phần mềm G8. Giả sử bây giờ trường hợp là đá học của tôi vận chuyển bằng đường sông. Sông. Đấy. Cự ly vận chuyển của tôi là 20 cây. Sông loại 1 chẳng hạn. Đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái giá cước ở đây là 26.750. Thì cái công thức của nó sẽ là gì ạ? Nếu mà OS10 tức là cái ô giá cước mà tra được ấy, nó khác không, thì công thức của nó sẽ gì ạ? Là 1 cộng với cả 0.02 nhân với cả cái sự gia tăng của dầu diesel, cộng 0.04 nhân với cái sự chênh lệch của hệ số nhân công, rồi chia cho cái OS10 là cái ô giá cước vận chuyển sông này. Chúng ta nhớ đây là 0.002 và đây là 0.04. Chúng ta kiểm tra lại bên cái cước của tỉnh trang số 3. Đây. K vận chuyển bằng đường sông thì chỗ này là hệ số là 0.02 nhân, rồi chỗ này là 0.004 để nhân. Đó. Thì phần mềm nó cũng thể hiện cách tương tự như vậy, 0.02 và 0.004. Đó. Và sau này khi mà các tỉnh khác ngoài một số tỉnh tôi vừa hướng dẫn thì có thể đâu đó sẽ sau này sẽ có nhiều tỉnh họ hướng dẫn như thế này, bởi vì tôi thấy như này cũng rất là tiện, là ở chỗ là không phải cứ mấy tháng hay một năm tỉnh lại phải ban hành lại cứ vận chuyển một lần, mà các đơn vị tư vấn và các nhà thầu, các chủ đầu tư có thể là tính cái hệ số điều chỉnh này để cho sở xây dựng cũng như tỉnh đỡ phải ban hành lại cái bảng cước, thì cũng có một cái điểm rất là hay. Và thậm chí trong vòng một năm đầu tiên tính từ thời điểm mà tỉnh ban hành cước thì rất có thể là giá dầu diesel nó biến động theo cái giá xăng dầu của thế giới. Thế thì nếu như không có cái công thức hoặc là cái hướng dẫn như thế này thì các cái đơn vị tư vấn, các nhà thầu chẳng hạn sẽ rất thiệt thòi. Nếu như mà giá dầu diesel tăng mà chúng ta không có cách nào chúng ta điều chỉnh cả thì rất là thiệt thòi. Đấy. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là sau này sẽ có nhiều tỉnh họ sẽ cân nhắc tính toán để mà họ đưa cái một trong hai cách mà của các cái tỉnh như là tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn hay là Tây Ninh hay là Bà Rịa Vũng Tàu này để mà áp dụng cho tỉnh của mình. Và khi đó nếu có những như thế thì G8 sẽ cập nhật các cái công thức tính cho cái tỉnh mới đó. Và khi đó chúng ta sẽ phải tải lại cái đơn giá của tỉnh đó, thì chúng ta bấm thêm để chúng ta tải lại đơn giá là một. Sau đó thì sau khi tải lại xong rồi thì chúng ta vào menu trợ giúp cập nhật dự toán G8 để chúng ta cập nhật cái phiên bản mới nhất. Thì lúc đó chúng ta sẽ áp dụng được cái cách tính hệ số cước vận chuyển ứng với cái tỉnh mới đó. Video hướng dẫn về cái hệ số điều chỉnh cước vận chuyển đến đây là hết. Trước khi kết thúc thì tôi cũng hướng dẫn thêm một chút nữa là trong hiện nay chúng tôi đã có một cái hệ thống là cái hướng dẫn về cái lớp học dự toán công trình online. Đây thì tôi bấm luôn để chúng ta xem.
Thì đây là một cái lớp học để giúp cho chúng ta có thể là làm được dự toán, làm được hồ sơ đấu thầu, làm được quyết toán, vân vân. Thì trong này là toàn bộ các cái video hướng dẫn, toàn bộ video hướng dẫn thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem. Đây, đây là toàn bộ video của lớp học, gồm có rất nhiều bài, từ bài 1 là gì, bài 2 là gì, bài 3 là gì, bài 4 là gì, vân vân, đến tận bài cuối cùng. Đấy, để làm sao mà chúng ta học xong cái khóa học này online ở trên các video trên YouTube này, thì chúng ta làm được một cái bộ hồ sơ dự toán, làm bộ hồ sơ đấu thầu, làm được bộ hồ sơ quyết toán, và quan trọng nhất, làm được xong rồi thì chúng ta phải in ấn ra được, chúng ta ra được sản phẩm để chúng ta trả bài cho sếp của chúng ta, cho đồng nghiệp chúng ta, cho chủ đầu tư của chúng ta, vân vân. Thì đấy là cái nội dung chính của cái khóa học này, thì tôi hướng dẫn thêm để chúng ta xem thêm cái video ở đây. Đấy. Và trong quá trình sử dụng phần mềm, trong quá trình làm việc, nếu chúng ta có vấn đề gì thì chúng ta sẽ vào cái menu trợ giúp dự toán g8.com ở đây. Cái buổi hướng dẫn của chúng tôi ở đây là xin được kết thúc. Tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe cái video này của chúng tôi, và rất mong muốn được gặp lại các bạn ở trong những cái phần video hướng dẫn sau. Lần cuối tôi xin chân thành cảm ơn.